Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải tiếp tục anh Vân Tiền Vạn là up cấp, cũng như là Khải lụm được cái cục mấy trăm triệu kinh nghiệm nha anh em. Thì trong móc 300 người đầu tiên thì sẽ được nha anh em. Khải mua 800 vớ. Rồi ok, 1000 vớ này. Nhưng mà Khải đi gì lấy cái túi, Khải đi mở túi nữa đó. Rồi. Này là em Vân Tiền Vạn nha anh em. Giờ là 2k dạng với lại nguyên liệu 150k điện tống kim, với lại full nguyên liệu nè, nón, áo, quần đó. Một thứ 1k thì mới được. Anh luôn cái đồ chi nè, anh cho úp cấp luôn mà đánh tống kim cho nó khác. Trời, hôm nay đánh tống kim sướng quá, top 3 tống kim đánh 100 mấy chục mạng. Ôi trời, đánh y bạn thật đá tay. Như này đủ nè. Rồi, ra đứng ở tôn mở cho nè. Ừ, xe Khải 95 nè, đầu tư không thiếu gì luôn nè. Evan gia tẩu 24-24 luôn nè. Không thiếu một con su nào luôn. Rồi, lên lá cá này nhanh. Túi nguyên liệu, phải mở túi nguyên liệu ạ. Một thứ 1000 cho anh em ơi, áo, nón, quần, một thứ 500 rồi, mở cái này chắc đủ. Mở cuối đánh ngon, không chấp phát nào nè. Còn cái giai đoạn mà từ 35 đến 45 phút đến 45 phút má chết liên tục luôn. Giao tranh chết liên tục phút cuối. Ui, giữ đa một định, giữ đa một định. Ui, giờ liên chạm liên tục 15, 28, 35. Ui, liên chạm 35 luôn, em hiểu rồi. Chẳng phát cuối đánh ngon. Nón. Áo. Nón đủ rồi. Thứ 1000 rồi nè. Về mua 2k dạng nữa. 2k dạng mua cái kia nữa là úp được. Úp được cái bình tiền dạng. Đủ chưa? Ôi, áo thiếu nè. Nón thiếu. What the hell? Thiếu trời. Hết đồ. Rồi quán cờ lon nè. Thiếu dữ. Thiếu dữ ta. Ừ, mình chạy đâu rồi, mua máu như thiệt cho nội. Rồi, làm cái thuốc rồi. Nón đủ, áo đủ, ok đủ. Đủ 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 đủ. Rồi. Này là thấy rồi xong. Giờ Khải lấy 2 cái dạng, Khải qua Tiền Dương, Khải mở cái Vân Tiền Vạn nè. Người đầu tiên mở trong vòng 300 người đầu tiên thì sẽ được cục thưởng kinh nghiệm 200 triệu, 300 triệu và 500 triệu nè. So với những cục mà kinh nghiệm như vậy thì nó khá là hiếm nha nè. Úp khá là nhanh, hình cho cục 500 luôn là tuyệt vời luôn nè. Nè, mua cho Thiên Hoàng Vạn nè. Rồi Vân Vạn nè. Ép nè. Kinh nghiệm xanh nè. Rồi. Đó, được. Cái bình này thì được 900 triệu. Ừ, không biết lên được 99 không ta. Không biết lên được 99 nữa. Ui. Này chủ yếu lấy kinh nghiệm anh em à. Với lại vé số rồi đây. Vé số nó hàng sao lạ vậy ta. 29.
rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Kiếm vài gia kim phong cho xe coi. Kim phong coi. Gia truyền kim phong. Gia truyền kim phong. Không ra luôn. Áo. Áo này shop cho làm gì? Áo ngọc bòi shop cho làm gì? Gia truyền kim phong. Gia truyền kim phong. Ủa không ra luôn trời. Trời ơi, ba cái áo, hai cái áo. Một vé số. Không được bài boss luôn. Không úp cốc nổi. Ôi, được cục 200 thảm dữ ta. Được 200 rồi nè. À, quá thảm, quá thảm, quá thảm. Quá thảm. Cái này. À, có thể nhận được 1 tỷ 5 nha Nam. À rồi ok. Đâu, có nhận 1 tỷ 5 rồi này, cục 200 nè. Nhận được 1 tỷ 5 là được mấy chục phần trăm ấy. Rồi, hiểu rồi. Ok, như server khác thì nhận được 3 tỷ nè. Xem nhà nhận được có 1 tỷ 5 thôi. Bán như vậy, ok, chắc chắn. Rồi ok, sau khi anh vần tiền vàng thì hết khoảng gần 7 kim nè. Khoảng 7 kim. Thu lại được ít băng hồi này nọ các kiểu nè. Mai đã nộp top 3. Đó. Cái nhân này của Khải nè. Cái nhân này, ui, được gần 1k cá nhân. Bán cũng được ít tiền nữa nè. Bù lại tiền lỗ. Cả cá nhân thì được 1k 5. Thu được 1k 5. Tầm đó. Còn băng hồi này chắc chắn đã nộp cho bang nè. Không thể nào làm được gì. Cả được 1k cá nhân nữa nè. Đó. Còn cái này, cá nhân này của ba. Rồi, anh em xem video anh Yvonne này thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like, chia sẻ chơi. Cũng như là ủng hộ mạnh nha anh em. Những lần sau Khải sẽ tiếp tục anh Yvonne clone hay cái khác cho anh em xem nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Cho anh em xem lại xếp đồ ra nè. Vừa rồi thì Khải được thêm một kỹ năng vốn có từ cái mặt nạ nữa nè. Hai kỹ năng. Trời ơi, mai đánh tấm kim khỏi chờ luôn. Đó, hai kỹ năng cũng có. Lực tây 4.000 xấu. Hôm trước lực tây có 3 cái máy thôi, lên gần 1.000 lực tây nè. Hai kỹ năng gần 1.000 lực tây. Rồi. Nón. Đang tìm một nón đẹp hơn chưa có. Đao này thì quá pin rồi, khỏi phải chờ nè. Áo phục hồi 49, đặt móc 47, khá là chậu luôn. Nó, bao tây chón 40. Chón 20 là 60 chón. Rồi 80 chậm, từ nay lưng. Và dày đó, 80 chậm rồi nè. 80 chậm và 60 chón. Rồi nhận sức mạnh 11 sinh lực lực. Rồi nhận sức mạnh 7 sinh lực lực. Ngọc bòi sinh lực lực cao đó. Mua cái ngọc bòi đáng đồng tiền bát gạo luôn nè. Nói vậy thôi. Xếp đồ tương đối. Rồi. Rồi. Anh em nhớ cho một like chia sẻ ủng hộ chơi Nam ơi. Và Khải hay like vào lúc 7:30 tối hàng ngày vậy nè. Và hoạt động ban xong rồi đến này nọ thì bất đại xong đến tống kim hàng ngày vậy nè. Đó, rồi phong độ các kiểu là điếu, rồi vượt ải, rồi phong độ cả ngày hoạt động cho đến 1-2 giờ sáng là nè. Ok, vậy anh em mình cho thân nè.